giờ đây là 4:15 các bạn ơi, là giờ tối lắm ở trong rừng các bạn, giờ mình về nha các bạn. Thì cũng thu hoạch được một bao ngọn, một bao ngọn các bạn. Giờ trời mưa nên đường đi xuống rất là khó, trơn các bạn, quá trơn, trơn quá mà bạn. Dũng là Dũng mới luôn nè, mới mới là tối nè, mới đây nha bạn, đây phần dâu các bạn. Tới mặt bằng rồi. Thôi mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn xem clip của mình. Thì nếu hay thì xin các bạn cho mình một cái nút theo dõi và like, nếu có comment, để nếu không có dễ thì cứ comment mình để nút kinh nghiệm các bạn. Xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Ý có con này con gì? Con đó là con dúi. Con dúi nè. Còn mấy con kia con sóc. Đây con dúi và con sóc nè. Mấy con nhỏ là nó con nhen. Nè bạn. Về mình lột ra bạn.
Thì có con dúi nữa. Ê con dúi bỏ ra đi, làm món khác đi. Đúng hả? Nó cái gỗ rồi. Rồi dúi nướng. Dúi nướng đi. Hoặc là goti á, goti ngon hơn. Ngon không? Thề nước dừa á. Dừa. Dạ, để cho nước dừa. Thề nước dừa cũng ngon nữa. Thề nước dừa đi. Hai trái dừa. Tào dầu hai dừa nữa. Dừa, ấy rồi. Rồi bạn, cái đọt mây mà dễ mình gọc ra kiểu này nè. À, gọc vậy nè nó không có bị gai đâm. Đó, gọc ra cũng non đó mình. Ủa, nguyên ngọn ông lấy được nhiêu đây hả? Thật à, có ngọn công á. Phải không ông? Nha. Được cái nhiêu tới đây à. Ở đó còn ăn được không nội? Cứng ăn cái gì cứng rồi. Nè các bạn nè, à, đây là con dúi các bạn ha, đây dúi đây, dúi cực kỳ ngon. Con này là chút mình khè đi, khè là mới đúng đó. Con này con gì? Con chóc. Chóc của em đó, con này em gắn nha. Được con dúi hấp dẫn nè, 4 sóc nè, 5 sóc nè. Rồi con này sóc hết con. Đây là sóc nhỏ, có con nè. Được nhiêu đây bà? Thêm một con cu nữa bạn. Đây là đọt đọt mây rồi, chúc mình xào. Đây mấy con sóc. Ừ. Ngọn như ăn được á. Ở trên á. Nó non thôi à, nó già. Quá rồi. Mình vô rừng mình bắt được nhiêu đây các bạn nha, tại vì mưa quá. Cái lúc mưa quá nên mình không có quay cho các bạn xem cái mấy cái lúc mình bắt những cái con này. Đây là thịt dúi nha các bạn. Hồi nãy mình bắt được một con dúi 36 các bạn. Nói chung người bắn các bạn, còn dúi thì đào. Ở ngoài mình nắng các bạn. Còn rắn thì mình bắt tay. Hey.
giờ mạnh miệng vô trong nói đi. Biết dội đâu nè. Thấy là đúng không? Biết dội giờ nó mạnh. Ra ngoài dội. Vô gần vô ghe. Dạ nó úp rồi. Đừng có mậy. Đúng không? Mà vô thấy không? Anh dặn là ngốc á. Đây con bự á. Đó. Mấy con sóc rồi mình bắn ra, bắn được mà. Bóp bóp cho kỹ khi còn đạn ăn dính. Dạ, gương viên nhỏ mà. Mẹ. Cắt nhỏ đâu có sót. Ăn đủ luôn, chạy luôn. Nuốt gì ta nhai gãy gãy hàm luôn. Khi nước dừa với tôm mấy nướng ba món. Ba món. Tắt nhỏ gì hết luôn ha. Đâu có nướng sao? Con nữa nè bạn ơi. Con viên nữa nè bạn ơi. Bắn ngay, bắn ngay đầu bạn. Viên kia ngay đùi. Món mấy giờ cho nó ngon. Ừ. Hai anh em lên trễ quá đi săn cho nó ấy. Này săn bữa trước. À, mưa quá mình không có quay được các bạn, nên không có coi được mấy cái lúc mình bắn mấy con này các bạn. Trời mưa quá trời mưa nên dễ bắn, nó trú ở trên cây á dễ. Trời quá trời bữa nay cũng lợi phẩm cũng được nhiều. Nó trên cây á chụp ngang rồi được. Mưa trú nóng không? À. Phải tẩy ra. Ủa hai vừa lẹ vậy? Mình tay mà. Cái này mình nước mình thổi nước ngọt cho muối đó. Nước ngọt luôn á, coi ấy. Đây nè, lấy con nước chưa? Đó, được. Mới có 3 con mà. Nghe thấy bạn, 3 con rồi gặp một thao thịt luôn mà. Rất là nhiều. Mà. Không cái đầu bự bự đi. Vậy là chưa đợi 3 con đó nướng đi. À, con đó, 3 con này là đủ rồi nè. Đó được, còn cái 4 con hả? 4 con sóc bự. Rồi. À. Sách nhỏ để làm sao quá. Kia đó. Nốt. Hồi nãy không mưa là đi vòng vòng kiếm mớ nữa. Hồi nãy con gì nãy bắt không được con cái kè. À, kì đà. Bự không? Dạ cũng mấy ký à. Ờ con đó bắt ngon luôn á. Con hè sâu quá. Hồi nãy có một con kì đà cũng mấy ký bạn mà không bắt được bạn, nó chui vô hang. Mà kì đà không dám đăng YouTube đâu. Đây, bị không á. Mấy năm. Không, YouTube nó không cho chứ mình đâu sợ cái vụ chính quyền. YouTube không cho mình săn bắt những con động vật đó. Mến rồi dưỡng rồi đó. Với dập rồi đó. Thì nó không được. Nó đỏ đó. Rồi chuyện. Mấy con này không dụng nên mình ăn được, như nói con sóc, mấy con bình thường, con sóc, con này nọ thì được, còn mấy con mà đậu dập con nhen con nhỏ nó chứ nó ngon hơn sóc, nó thơm, thịt nó thơm hơn. Nhen. Ừ. Con gì có ăn chứ con nhen chứ chưa bao giờ thấy vậy, nhen nhất. Nhen nó nhỏ nhỏ, ốm dơ ốm gì? Con này hả? Đó, ừ. Thật nó thơm ngon lắm. Dạ con này là xào đúng không? Xào bỏ vô lên. Cứ cắt chung đi, nó bị lộn thịt. Lộn nó ngon không? Ờ cái này xào rồi viên này cho nó thơm mới ngon. Này nhỏ nhỏ bự một chút đi, mấy con này chắc mềm hơn. Nó cũng dài rồi, cũng như nhỏ vậy.
chị mấy con nhỏ là con sóc, còn con bự là con nhan nữa. Con nhỏ con nhan, con lớn con sóc. À con nhỏ con nhan nha. Vậy tưởng nãy giờ mình tưởng là con sóc không bạn. Đây con nhan nha, mình lộn. Đây con nhan nha. Con nói cho ta hiểu đây là à, viên đạn dính vô trong này nè. Trong họ chuột. Nó viên đạn nó bắn trong này luôn nè. Ở miền Tây giờ nói con chó nhiều lắm. Ừ. Quá trời đạn còn trong này rất nhiều. Đó. À này ăn nguy hiểm lắm. Đâu rồi đạn rồi. Đấy rồi. Đây là ba con rồi bạn. Hai con sóc bự. Hai con sóc bự chỗ này nha bạn. Đó. Hai con sóc bự. Nhận sắc cho nhiều ghê hết rồi. Dạ. Thịt chỉ một con một con dúi nữa làm được ba món mà. Ừ. Tiết canh dúi. Đó tờ bắp sống. Đó, ba con này nữa bạn, một nâu nữa bạn. Nâu thịt. Thịt kỳ ngon luôn. Thịt. Cái lượng luôn. May rồi. May đọc mang. Để lát nữa mình xào. Bản của gừng. Toàn bộ là đồ gừng hết nha bạn. Mang cũng mang gừng không ạ. Có. Nhóm lửa chưa? Nhóm đi, có lửa than xong đem ra. Có lửa cháy à, nướng mây tướng nha. Mây. Kịp dạ. Có đường cháy á. Đường cháy nướng mây tướng, rồi ngoài cầm than nó nướng kia. Sao chơi cắt nghiêng như vậy? Nó thấy dài nó đẹp hơn. Đồ bữa này ngon nè bạn, để vô kìa luôn mà. Gắn. Gắn á. Hồi hôm qua con dính con gắn mấy chục cái tấn luôn, còn nó béo. Nước màu vàng. Nó béo một cái. Hồi nãy còn con bồ câu hồi nãy đó ta. Bồ câu còn sống đó luôn á. Tính xe cái kẹt á. Hay mấy con này mình đem nướng nguyên con rồi sắt ra ta. Nướng nguyên con. Gửi nguyên con. Ừ, để nguyên con nướng. Treo dây á. Rồi từ lần nướng. Này nướng mây á bạn. Mây nướng mà. Đâu phải nướng củi nha bạn, này là mây nha. Không cần đâu, không cần anh bẻ rồi, khỏi cần. Khỏi anh kẹp. Này có bóp rượu không? Con này nè, khỏi nướng mà, khỏi. Đây là mây nữa bạn, mình nướng mây. Mây nướng. Giờ không nướng cho gì vô đi. Nướng mồi. Mồi luôn. Đây là những con để mình nướng rồi. Nó tê mãn thịt. Rồi sao? Rồi bấm qua khác đi. Em bấm hát không ghê không mà. Nè hát giúp đi. Bấm qua đâu chơi. Nè. Rồi bấm qua bài khác đi. Được. Gì vậy? Đâu ra nữa à? Đó. Cái ông hên ông kiếm những cái đặc quyền, những cái gì. Có một cua đồng đây nữa nội. Bó tay ổng thiệt. Sao sao á tay. Nó những gì đâu á. Ở hành tinh nào á. Món
cũng ngon các bạn. Con này đâu phải con cua đồng ta, cho ba ký gì vậy? Cua, cua. Các bạn mà bây giờ cực khổ chiều giờ lội lội gừng vượt gừng rồi các bạn. Rồi gói ra món bằng bạn. Suối. Đó. Đúng là phải xả mưa nữa. Đó các bạn. Mưa nữa nữa. Giờ là hành phẩm. Còn mấy cái măng nữa các bạn. Mây mây. Mây các bạn. Mây nướng các bạn. Xem thấy không? Phải xong là xào mây luôn. Để ăn thử cái món mây các bạn. Đầu tiên ăn của các bạn. Chúng ta ăn cá chỗ đã rồi. Đầu tiên ăn các bạn. Nói chung món này hơi đắng đắng, ăn với hủ qua thôi không gì. Nó ngọt, có hủ ngọt, hủ qua, hủ đắng với cái này có hủ ngọt. Thế em biết. Thế thức này bán cáo sao? Các bạn. Đồ sóc. Hấp dẫn bạn. Vú nữa. Vú ăn đắng. Có con đạn không? Còn ba cục đó, bóp á, bóp nó dắt á, ba cục đó. Ngon quá bạn. Xem ta thơm đó. Nãy ba cục đó, ba cục đó. Không quay bếp sao? Không. Không bếp ở xa quá không có quay, bỏ đi. Hấp dẫn bạn. Lẹ đi, nó bật lửa lớn lớn lẹ đi. Ăn đậu gừng cực kỳ ngon bạn. Thơm. Cái mây thì đắng nhưng mà đắng hậu ngọt ăn cũng được dễ chịu bạn, không phải là khó ăn gì cũng sốc luôn không sốc không hả sốc sốc bông hả sốc bông bạn đó. Dạ hồi nãy lấy cái kéo cái không xé đi xé mạnh tay giấy nó tiêu ngon bên này à rồi đây là bên này à nó không nó da giòn bạn nãy mình có quét miếng mật ong á cái chanh mật ong á nó da hơi giòn. Nè, ăn thử miếng da coi. Bạn đi. Nè. Dính đâu đằng nữa. Da con bạn ơi, ngon lắm, quất đồ. Rồi xé xé lại đi, xé lại đi. Dạ. Con gắn hàng khoảng để cho nó giòn giòn chút. Đây được cái xương luôn. Con này nè, này chắc bớt ngon mà. Không ăn được cái mày luôn mày. Nó đáng đáng mà ngon. Đắng mà nó ngọt đúng không? Quá nhiều đồ ăn các bạn. Món này là món hồi nãy con nhen. Con nhen bà. Sao dưa leo. Nhà nó bị lớn. Nó nhỏ. Cần cái không? Nó con dòng họ con sóc mà nó thịt ăn nó có đặc trưng nó thơm cái mùi nó khác. Nó thơm cái mùi con sóc cái mùi khác nó mùi khác. Đúng rồi. Đúng rồi. Có cái mùi khác. Bắt chính quyền. Con nhen với con sóc con nhỏ ha. Còn đóng ăn mạnh cho đi chứ để không hết à. Quên đó. Gắn nữa bạn. Có gắn nướng ngồi nha bạn. Con chim á. Chứ cũng chưa rồi chứ. Ngon. Quá trời hấp dẫn mà. Màu đẹp ha bạn. Cực kỳ hấp dẫn. Con này màu đẹp mà. Mấy con này không phải trong sách quý nha các bạn. Nó rất là phổ thông nha. Con này sẽ cũng sống không? Ừ. Chứ không phải những cái con trong sách quý luôn nha. Ở đây người ta mượn đi vô vườn điều bắn giùm á để nó phá điều. Nó vườn tới cây á. Phá dữ lắm rồi. Rồi lâu lâu có cái gọi cho anh em đi vô bắt. Rồi. Nhất là cái đậu mùa nè, điều nó cắn mấy đời điều đập sầu riêng rồi đó. Gà thơm á. Lắm. Rồi, rồi, vô. Rồi mời tất cả anh em á. Rồi vô. Công kỹ vô giờ. Sáng rồi. Mò thiệt. Mò. Đi chiều luôn hả? Mới điện được á.